Ok, bắt đầu nha. Hôm nay học số đấy. Chủ nhật học hình. Có thể là chủ nhật là bài kiểm tra hình sau nhé. Cũng vừa thi xong đại học rồi. Vị chi là chúng mày sẽ còn tầm 12 tháng nữa mới thi thôi. Thoải mái mà học thôi. Ok thì nhắc lại buổi trước một chút nhé. Nhắc lại một tí. Nhắc lại này. Đi thi nhá, những câu mà dưới 40 ấy, dưới 38 hay gì đấy, đừng có để bị lừa. Hôm nay năm nay có một câu mắc min đấy, rất nhiều điều sai. Chúng mày rất là chủ quan chỗ đấy, mặc định luôn. Nên thành ra sai rất là nhiều. Thì nhắc lại một chút lý thuyết là cái giá M ấy được gọi là mắc khi nào nhỉ? Khi về khi là gì đấy? Là Fx đúng không? Phải nhỏ bằng M. Và nhớ nhá, cái M này là giá trị mắc, hiểu chưa? Phải tồn tại x không đúng không? Để F x không bằng M. Ra hai hôm trước cái M nhỏ được gọi là min. Gọi là min khi nào nhỉ? Khi mà chỉ khi mà Fx lớn hơn bằng gì đấy? Bằng M nhỏ và phải tồn tại x không đúng không? Sao cho F x0 bằng M nhỏ. Đó. Thế là buổi trước của thầy nhá, là thầy chỉ dạy về được hai cái này thôi. Quan trọng nhất cái này. Cái phương pháp tìm mắc min ấy thì dạy rồi đúng không nhỉ? Cứ cái gì khác chữ x ấy, mình đặt đấy là trong F, cái gì khác chữ x trong F đúng không? Nếu mà gặp dạng là FU đúng không? FU gì đấy thì mình sẽ tên gì nhỉ? Còn nhớ không nhỉ? Và mình chuyển bài toán sang T. Từ x mình chuyển sang T. Hiểu vấn đề không? Rồi thì hôm nay nhá. Hôm nay bài trên này khó hơn đấy. Mình có 3 buổi lượt đi, này là trước là lượt đi nhá. Thầy không dạy đủ hết dạng đâu. Mà mình gần hết lượt đi rồi, mình đi một nửa lượt chặng đường rồi. Lượt đi nhá. Lượt về ôn tập tiếp cả hơn tháng chỉ ôn tập lượt về thôi. Lượt đi là hơn nửa chặng đường rồi đấy. Nên là học đâu chắc đấy nhá, không cần phải hóng hớt trước làm gì cả, vì đích chung chúng mày vẫn là thi đại học thôi, nên là mỗi người có một kiểu dạy riêng, không cần phải hóng hớt, chung quy là vẫn là đủ. Nhớ nhá, lượt đi là không đủ hết dạng đâu. Trong cái phiếu của thầy thì có cả lượt đi lượt về đấy, nên là có bài chúng mày sẽ không làm được, nhưng mà khi học đủ ấy thì mình sẽ làm được, kiểu như vậy. Rồi bây giờ dạng thứ hai nào. Dạng thứ hai là mắc min. Mắc min hàm y bằng trị fx trên k. Mắc min hàm y bằng trị fx trên k. Học hành kết nối mạng ổn định nhá, không vừa học vừa thoát đâu, ổn định một chút mà. Rồi thì ok, thầy sẽ tìm mắc trước. Mất tầm 30 phút đầu mình sẽ hãy học những bài không sang số nữa, 30 phút đầu thôi. Nào. Mình sẽ tìm mắc trước. Mắc của cái y bằng f của trị x. Nhớ là trị ngoài nhá. Trên k. Trên k. Cái này chị ngoài không chị trong nhá mấy đứa nhá, chị ngoài được chưa nhờ? Thầy sẽ tìm mắc trước. Rồi thì mắc như sau này, đơn giản thôi, đúng sơ đồ mà làm nhá, đúng cái sơ đồ mà làm. Bước một là thầy tìm mắc của fx trên k và min của fx trên k. Ok không? Cái này giống bài hôm trước không mấy đứa nhỉ? Cái bước này giống bài hôm trước không?
À thầy gọi cái này nhá, thầy gọi cái này là M lớn. Thầy gọi cái này là M lớn. Thầy gọi cái này là M nhỏ. Bước này ok không? Giống như bài hôm trước là chúng mày phải phẩy lên đấy, phẩy lên cho bảng biến thiên ý. Còn nhớ không nhỉ? Bài hôm trước đúng không? Bước thứ hai là gì? Là mình lấy trị tuyệt đối của M M lớn và trị tuyệt đối của M nhỏ. Được chưa? Thầy lấy hai giá trị này. Bước thứ ba rồi mình so sánh trị của M lớn và trị của M nhỏ. Đóng trị tuyệt đối vào nhá. Thì khi mà mình nhận xét là nếu nếu cái nào lớn hơn, nếu giá trị nào lớn hơn, nào lớn hơn thì sao? Thì mắc mắc của chị Epic, nhớ nhá, trên K là cái đó. Thầy không muốn ghi bằng ký hiệu mà thầy ghi bằng lời thì các bạn dễ hiểu. So sánh trị M lớn và trị M nhỏ, nếu giá trị nào lớn hơn thì mắc là cái đó. Mày đã hiểu tư tưởng không? Nắm được cái tư tưởng không nhỉ? Thầy đọc qua lại bước làm này. Bước 1 tìm mắc min của Epic, tức là cái bên trong cái trị á, bên trong cái trị, hiểu vấn đề không? Trên K như bình thường. Mấy hiểu không? Giống hết bài hôm trước chưa? Bước thứ hai là thầy làm gì? Thầy lấy trị và hai này vào. Thầy lấy trị hai cái này vào. Mới hiểu không? Lấy trị hai cái này vào. Được chưa nhỉ? Rồi bước ba thầy so sánh là so sánh hai cái trị này. Nếu cái giá trị nào mà lớn hơn thì mắc của chị Epic. Đúng không? Mắc của chị Epic nó chính bằng cái đó. Mới hiểu chưa? Rồi nhá. Thì bây giờ mình sẽ ví dụ nhỏ như sau này, lý thuyết nhỏ như sau. Ví dụ thầy cho cái y bằng fx có đồ thị, có đồ thị nào, đây thầy viết tương đối thôi. Đây. Rồi. Tại đây là 2. Tại đây là -1. Tại đây là 1. X ở đây là -2. X ở đây là 3. Đây là Fx nhá, đồ thị Fx. Được chưa nhỉ? Rồi câu hỏi thầy mắc. Mắc của chị Fx trên cái đoạn từ -2 đến 3 bằng bao nhiêu? Đó. Mắc của chia Epic trên đoạn -2 đến 3 bằng bao nhiêu? Mắc của chia Epic trên đoạn -2 đến 3 bằng bao nhiêu? Nào, thì mình giải như sau nhé, mình sẽ giải như sau này. Giải như sau. Làm đúng sơ đồ nhá. Bước 1 thì xem dấu cộng nhá, hay dấu cộng. Mình có mắc F. Mắc F trên đoạn từ -2 đến 3 bằng mấy nhỉ? Mắc F cả mấy? Đây, mắc là y đúng không? Mắc là y. Mắc là mấy đây mấy đứa? Điểm cao nhất đúng không? Điểm cao nhất là điểm này, giống sang là 2, với mắc mình sẽ là 2. Đúng không? Min của Fx trên -23 là mấy? Là -1. À, bước thứ hai mình đóng trị vào, mình có trị của 2 bằng mấy? Vẫn là 2 đúng không?
trị của trừ 1 bằng mấy? À, mình so sánh cái nào lớn hơn? Tất nhiên là thằng này lớn hơn rồi. Vậy kết luận ngay vậy. Vậy kết luận ngay là max trị của fx đúng không? Trên đoạn từ trừ 2 đến 3 bằng mấy nhỉ? Bằng 2. Hiểu cách làm không nhỉ? Đơn giản chưa? Mọi người thấy đơn giản không? Dung hiểu cái này không đây? Ừ. Dung hiểu cái này không? Nhìn cả cái bước làm nhé. Bước 1 tìm max s và min s thì nhìn đồ thị thấy chưa, max là 2, min là trừ trừ 1. Bước 2 lấy trị vào, bước 2 lấy trị vào cho thầy, trị 2 bằng 2, trị của trừ 1 bằng 1, ok đúng không? Kết luận max s bằng 2, ok nhá. Hiểu cách làm chưa? Rồi đó, thầy sẽ cho 3 ví dụ thôi. Ok. Rồi. Đóng khung ví dụ 1 ở đây. Ok không mày được. Nào. Ví dụ 2 nhá. Thầy cho cái y bằng cái này. Trị của x bình trừ 3x rồi trừ 4. X thuộc cái đoạn từ trừ 2 đến 1. X thuộc trừ 2 đến 2 đi. Giả sử vậy. Câu hỏi là tìm max của y trên trừ 2 đến 2. Max y trên đoạn trừ 2 đến 2. Nào, gặp những bài hàm số kiểu này, về sau những bài này mình làm rất là nhanh nhá. Mình sẽ làm như sau này. Đầu tiên nhá, thầy sẽ giải như sau. Là mình giải nhá. Mình sẽ đặt đặt cái fx bằng x bình trừ 3x trừ 4. Tức là thầy đặt cái fx vào cái bên trong. Mày hiểu không? Ok chưa? Nào, bây giờ nhá. Thầy tìm max min của fx theo lý thuyết này. Theo lý thuyết mình đã nhìn cho thầy. Tìm max min của fx đúng không? Là mình có nhá. Mình có này. F'x đúng không? Bằng bao nhiêu? Bằng 2x trừ 3. Thầy cho bằng 0 đi. Tương đương là gì nhỉ? X bằng bao nhiêu? 3 phần 2. Đến đây mình có bảng biến thiên nhanh nào. Bảng biến thiên. X, F'x và fx. Đúng không? Nào. Đây là trừ 2 này. Đây là 2 này. Đây là 3 phần 2. Tại đây là 0. Nhớ nhá, F phẩy của mình ý, nó chỉ được giấu qua 3 phần 2 thôi. Đây là dương, đây là âm. Đi xuống và đi lên. Có hiểu không? Nào tính cho thầy nhá. Tại trừ 2 là mấy? Tại trừ 2 là mấy nhỉ? Tại trừ 2 là 6. Đúng không? Tại 3 phần 2 là mấy? Tại 3 phần 2 là mấy nhỉ? Số hơi lẻ tính của thầy với. Thế nào tính của thầy? Trừ 25 phần 4 ạ. Trừ 25 phần 4. Đúng không? Còn tại 2 là mấy? Là trừ 6 à? Bằng trừ 6 ạ. Ok. À, đến đây kết luận ngay cho thầy là gì nhỉ? Max của fx trên đoạn từ trừ 23
bằng mấy? Bằng 6. Và min của fx là bao nhiêu? Trên đoạn từ trừ 2 3. À trừ 2 đến 2 sorry. Trừ 2 đến 2 bằng trừ 25 phần 4. Đúng không? À bây giờ nhá, xong bước 1. Bước 1 coi như là xong, bước thứ 2 nào. Bước thứ 2 cho thầy. Bước thứ 2 nhìn cho thầy nhá nào. Bước thứ 2 là mình có gì đây? Trị của trừ trị của 6 vẫn là 6 này. Trị của 25 phần 4 bằng bao nhiêu? Bằng 25 phần 4. À, cái nào lớn hơn? Thằng này lớn hơn. Đúng không? 25 phần 4 lớn hơn. Vậy bước thứ 3 kết luận vậy. Max của y, cái y mình là trị đấy, nó sẽ là gì nhỉ? Là bao nhiêu? Bằng 25 phần 4. Ok. Hiểu chưa? Nếu mà hỏi tại đâu ấy, tại đâu thì nhìn ngay nhỉ, tại đâu nhỉ? Tại đâu? Max bằng 25 phần 4 khi fx min đúng không? Fx min tức là tại đâu nhỉ? Tại mặt phần 2. Đó, nếu tại đâu thì đơn giản thôi. Mày đã hiểu chưa? Thắc mắc gì bài này không? Các thao tác làm rất đơn giản nha. Rồi. Thế sẽ cho tầm phần dễ này tầm 3-4 ví dụ thôi. Nhớ là cách làm chưa? Là một ví dụ 3 làm nhanh con thầy nhá. Ví dụ 3 làm nhanh con thầy. Ví dụ 3 làm nhanh con thầy này. Kết quả bao nhiêu thôi. Rồi. Tiếp mình tham số nữa. Thầy cho y bằng cái này. X mũ 3 trừ 3x cộng 4. Rồi. X thuộc cái khoảng từ trừ 2 đến 2. Đến 1 thôi. Rồi tìm max của y trên đoạn từ trừ 2 đến 1. Nào, làm cho thầy nào. Triển khai cho thầy đi. Nào bao nhiêu? 1 phút nhé. Ai xong rồi chắc thì kết quả anh nhỏ. Quay ra chưa? Mình cùng triển khai dần nhá. Đặt là gì nhỉ? Nào. Đặt này. Fx là cái bên trong. Về sau bước này làm rất là nhanh thôi. Đúng không nhỉ? Là f phẩy cho thầy nhá. F phẩy x bằng bao nhiêu nhỉ? 3 x bình trừ 3 bằng 0. Giải ra x bằng bao nhiêu? Cộng trừ 1. À, thỏa mãn không? Thỏa mãn vì khoảng mình xét là trừ 2 đến 1. Đúng không? F phẩy nó chỉ đổi dấu qua cộng trừ 1 thôi nhá. Mình có bảng biến thiên như sau. X, f phẩy x và fx. Nào, đây là trừ 2, đây là trừ 1, đây là 1, 0, 0 đúng không? Thử khoảng ra âm dương. Bây giờ cái việc thử khoảng thì các bạn có quen rồi nhé, nên thầy không trình bày chi tiết nữa.
Ok không nhỉ? Thay số vào. Tại trừ 2 thì F là mấy? Tại trừ 2 thay vào F là bao nhiêu đây? 6 ạ. 6, ok. Tại trừ 1. À đâu ạ, bằng 2 ạ, tại trừ 1 Đúng mới là bằng 6. rồi, bằng 2, 6. Tại 1 là 0 đúng không? Vậy kết luận ngay. Mắc Fx trên đoạn từ trừ 2 đến 1 bằng 6 và min của Fx trừ 2 đến 1 bằng 0. Được chưa? À vậy chia ngay thôi. Lại lấy dấu bằng tiếp có sao? Giá trị tại 1 là 2. Tại 1 là 2 à? Ờ. Sorry. Có chị 6 bằng mấy? Bằng 6, chị 2 bằng mấy? Chị 2 vẫn là 2. Đến đây mình đã nhìn ra ngay rồi đúng không? Vậy suy ra ngay. Cái nào lớn hơn? 6 lớn hơn rồi. Vậy mắc của y đúng không? Trên đoạn từ trừ 2 đến 3. Bằng 6. Ok. Nhớ vậy nha. Ok nha. Mắc của là 6 rồi. Thầy sẽ giải thích vì sao này. Bây giờ thầy sẽ sau qua mấy một số ví dụ rồi nhá. Thầy sẽ giải thích vì sao để cho mấy đứa đỡ quên còn tư duy được. Vì sao là thầy chỉ quan tâm là vì sao là thầy chỉ quan tâm mắc và thầy chỉ quan tâm min thôi. Hiểu vấn đề không? Thì các bạn hiểu của thầy này. Thầy giả sử giải thích bằng mồm thôi nhá, nghe này, vì sao chị nào lớn hơn thì đấy mắc. Có nhớ cách vẽ hàm chị đối, có nhớ cách vẽ hàm chị Fx không? Là bỏ phần dưới OX này, giữ phần trên OX này và đối xứng phần bỏ qua OX, mày đây hiểu không? Thì bây giờ nhá. Thầy giả sử đồ thị nó như thế này. Giả sử đồ thị Fx nó như thế này. Thầy đang giả sử thôi. Rồi. Thầy xét trên khoảng từ A đến B thôi nhá, khoảng AB thôi AB. Hiểu vấn đề không? À đây là Fx. Thì mình chuyển sang đây, cái vàng vàng của mình ý, cái vàng vàng của mình, cái vàng vàng của mình nó chính là gì nhỉ? Nó chính là gì? Nó chính là gì đây? Chỉ của Fx. Mấy hiểu không? Thì bây giờ nhá, mình chỉ cần so sánh là à, thằng này là mắc này, trên hình vẽ của thầy thằng này là mắc này, thằng này là min của Fx này, lời đối xứng lên thì mình chỉ quan tâm là hai điểm này thôi. Đây là chỉ của F này, đây là chị của max này, đây là chị của min này, đúng không? Mình phải so sánh hai thằng này thôi. Thằng nào to hơn thì thằng đấy là max. Tương tự với hàm thứ hai cho mình đỡ bị mông lung này. Hàm thứ hai cũng vậy, giả sử như thế này. Đấy như thế này, đúng không? Đây là fx. Thì chị fx mình sẽ là gì? Nó như thế này. Đối xứng lên cái này cho thầy. Đối xứng tức là lấy chị lên đấy. Hiểu vấn đề không? Đó. Hiểu không nè? Thì mình chỉ có so sánh hai cái thằng bằng vàng này thôi. Mày hiểu không? Nên hiểu vì sao là khi mà tìm mắc ý, thì chỉ quan tâm mắc đến min thôi. Mắc min của Fx ban đầu thôi. Rồi thì ông chỉ vào. Hiểu lý do vì sao thế nhỉ? Đấy là giải thích bằng mồm là thế nhá. Hình ảnh thôi, trực quan thôi. Mày đã ok chưa? Đó, bằng mồm. Rồi mình sang bài thứ hai để tránh mất thời gian. Mình sang bài thứ hai nhé. Có thể hôm nay nghỉ sớm 15 phút đấy, buổi sau thì sẽ bù sau. Vì hôm nay sinh nhật cháu thầy, chắc là nghỉ sớm tầm 15 phút. Thông cảm nhé. Nào, cái thứ hai thì đi tìm quan tâm này là tìm min. Min của cái chị Fx trên K. Min khó hơn mắc đi nhá. Min khó hơn mắc rất là nhiều đấy. Nên là cố gắng nghe min cho thầy. Nào, bước 1 vẫn giống hệt. Bước 1 giống hệt phần trước, tức là tìm mắc của Fx trên K và min của Fx trên K. Mày đi hiểu không? Thế đặt cái này là m lớn, đặt cái này là m nhỏ. Mày đi hiểu chưa? Rồi. Ok không đây? Bước trước đúng không? Bước thứ hai, à mình chưa đóng trị vội. Bình thường thì đóng trị đúng không? Bước thứ hai
thầy chưa đóng chị vội nha. Thầy sẽ chia trường hợp như sau. Trường hợp 1, nếu m lớn nhân m nhỏ, được chưa nhỉ? M bé hơn hoặc bằng 0, bé hơn hoặc bằng 0, thì suy ra ngay min của chị Fx bằng 0 luôn. Lát nữa thì sẽ giải thích vì sao nha, bằng 0 luôn. Được chưa? Trường hợp 2, nếu m lớn nhân m nhỏ, m lớn hơn 0, tức là cùng dấu đấy, thì khi đó mình sẽ lấy trị của m lớn và trị của m nhỏ. Được chưa nhỉ? Đó. Rồi so sánh. Rồi nếu giá trị nào nhỏ hơn, giá trị nào nhỏ hơn thì sao? Thì min của chị Fx trên K là cái đó. Nhờ lý thuyết nhá. Rồi, tìm min là phức tạp hơn một chút đấy. Phải có hai trường hợp. Xem qua lý thuyết cho thầy nào. Có hiểu ý thầy không? Bước 1 giống hệt bài đầu chưa? Tìm max min fx bên trong cái trị, hiểu chưa? Rồi, bước thứ 2 là gì đây? Bước thứ 2 là gì? Mình phải kiểm tra đúng không? Nếu tích của hai cái max min ấy mà nhỏ bằng 0, kết luận ngay min bằng 0. Còn nếu max min mà cùng dấu thì lấy trị vào cho thầy. Bây giờ thầy sẽ giải thích vì sao nhá. Lý thuyết nắm được chưa? Ok lý thuyết không? Thì giải thích vì sao này. Giải thích. Bây giờ nhá, nghe này. Thầy vẽ trục số, xin phép vẽ trục số thôi. À, nếu giả sử đây nhá, trục số mình đây là OX. XOY. Thầy vẽ trường hợp 1 nhá, thầy vẽ trường hợp 1. Giả sử đây là max. Nghe này. Tích của hai số mà âm đúng không? Tức là hai số phải trái dấu. Mới hiểu không đấy? M lớn nhân m nhỏ âm thì tức là hai số trái dấu. M lớn là max không? M nhỏ là min. Vậy buộc phải là gì nhỉ? Buộc m lớn phải dương. Tức đây sẽ là m lớn điểm trên này. Mới hiểu không? Còn điểm m nhỏ nó sẽ ở dưới này. Mới hiểu ý thầy không nhỉ? Đây sẽ là m nhỏ. Mới hiểu không? Đây là điểm nhá, điểm m lớn, điểm m nhỏ nhá. Thì mình nghe cho thầy nối đồ thị vào, thầy nối nó vào. À, bây giờ nhá, thầy dạy rồi. Đồ thị hàm trị Fx là gì nhỉ? Đồ thị hàm trị Fx mình sẽ là gì? Là mình phải lấy đối xứng lên không? Bỏ phần dưới này đi. Mình lấy đối xứng lên. Đó. Thì các bạn nhìn cho thầy này. Min của mình chính là điểm này không? Mà điểm này là Fx là mấy nhỉ? Điểm này thì trị nó bằng mấy? Bằng 0. Nên hiểu rồi sao là bằng 0 chưa? Chị bằng 0 chưa? Có hiểu ý thầy không đấy? Ok chưa nhỉ? Đấy. Đây là chị m lớn này. Đây là chị m nhỏ. Hiểu vấn đề không? Bây giờ thầy vẽ trường hợp 2 nhá. Thầy vẽ trường hợp 2. Nó tức là m lớn nhân m nhỏ, m lớn không đấy. Tức là cùng dấu. Mình hiểu là cùng dấu. Cùng dấu thì sẽ giả sử nhá, sẽ giả sử hai cái cùng âm đi cho mình nó dễ hình dung. À, cùng âm thì giả sử đây là m lớn này đúng không, còn đây là m nhỏ này, giá trị m lớn, giá trị m nhỏ đúng không nhỉ? Đồ thị của nó sẽ như thế này, chuẩn chưa? Vậy đây là hàm fx ban đầu nhá. Vậy hàm trị mình sẽ là gì nhỉ? Hàm trị sẽ là gì? Hàm trị mình sẽ như thế này, đối xứng lên. Được xuống lên. Đây là hàm trị. À, hai giá trị này này.
Thằng này sẽ là gì nhỉ? Thằng này sẽ là chị của M lớn này. Còn thằng này sẽ là chị của gì? Chị của M nhỏ. Mới hiểu chưa? Đấy là cách giải thích về hình ảnh nhá. Về đồ thị là vậy. Còn khi nào học tương giao ấy, học bài toán tương giao ấy, mình sẽ giải thích kiểu khác. Nói chung là mỗi mỗi bài sẽ có một kiểu giải thích riêng. Mới đây hiểu vấn đề không? Đấy, nó sẽ như thế này. Cẩn thận nha. Nắm rõ được không nhỉ? Mới được ok chứ? Rồi, nói chung là giải thích để cho mình để hiểu rõ lý thuyết hơn thôi. Chứ để làm một hai câu là nhớ bước làm ngay. Thế là cho ví dụ 4. Nào, thầy cho nhá, thầy cho cả Y bằng FX. Nhìn vẽ có đồ thị. Nhìn vẽ như sau nào. Đây là FX. Thầy quan tâm min max thôi. Thằng này là trừ 2. Thằng này là 5. Giả sử vậy nhá. Câu hỏi này. Đó trên đoạn từ trừ 3 đến 6 đi. Đây là 6 nhá. Rồi câu hỏi là min của chị Epic. Trên đoạn từ trừ 3 đến 6. Bằng bao nhiêu? Nào, mi bằng bao nhiêu? Bài này trắc nghiệm hỏi quá dễ rồi. Đúng không nhỉ? Nào, thì bây giờ nhá. Mình đã xong chưa? Nào, bây giờ mình có này. Max của Epic là mấy? Trên đoạn từ trừ 3 đến 6 là mấy nhỉ? Bằng 5. Min của Epic trên đoạn từ bao nhiêu đây? Từ trừ 3 đến 6 bằng mấy à mấy đứa? Min là thấp nhất này. Min là thấp nhất điểm này đúng không? Nó sẽ là trừ 2. À vậy có ngay. 5 nhân trừ 2 bằng trừ 10. Nhỏ hơn không chưa? Nó rơi vào trường hợp mấy? Trường hợp 1 vậy suy ra ngay. Min của chị Epic trên đoạn từ trừ 3 đến 6 bằng 0 ngay. À bây giờ hiểu chưa nhỉ? Lý thuyết thôi. Bây giờ nhá. Câu hỏi nó này. Tại đâu? Tại đâu? Tại đâu? Đố mới biết tại đâu. Nào. Có ai biết không? Tại đâu? Min bằng 0 tại đâu? Min chị F bằng 0 tại đâu? Đố mấy đứa biết. Đây này, tại nhá. Nhìn như thầy này. Ở lý thuyết thầy giải thích cho mấy đứa đúng không? Có phải là nối giá trị max và min mà cắt đồ thị tại OX không? Cắt đồ thị tại điểm này không? Thì min nó chính là tại điểm này chưa? Tại điểm cắt đấy. Thì min tại đâu? Tại các điểm màu vàng như thế này. Đó, nhớ thầy nhá. Tức là gì nhỉ? Tại đâu? Tại các điểm màu vàng. Chấm chấm vàng vàng. Có ok không? Tức là mình hiểu là gì nhỉ? Tức là mình hiểu là gì? Tức là tại đâu? Tại đâu nhỉ? Tại tại giao của gì đây? Giao của Epic với OX trên đâu? Trên đoạn từ trừ 3 đến 6. Nhớ nhá. Ok chưa? Đó. Hỏi tại đâu có biết làm.
Giá trị min bằng 0 còn như tại đâu thì ok chưa mấy đứa? Hiểu chưa? Đấy nhá. Một bài rất là nhẹ nhàng. Nhưng mà yên tâm đi mấy đứa, không phải sợ. Thông thường người ta chỉ hỏi giá trị min thôi. Bằng bao nhiêu thôi, min. Đã nói chị Epic thì thông thường người ta chỉ hỏi giá trị min thôi. Có hiểu được cái này không? Cái Thảo D3 hiểu được không đây? Ok chưa? Rồi. Bây giờ sang ví dụ 5 nhé, tự làm cho thầy nhé. Ví dụ 5 là thầy cho cái y bằng trị của 2x bình trừ 3x cộng 1. Rồi câu hỏi của thầy này, tìm min của y trên cái đoạn từ trên đoạn từ trừ 3 đến trừ 1. Từ trừ 3 đến trừ 1. Ok. Tìm min y nhá. Làm mấy đứa làm cho thầy đi. Thầy cho một chút thời gian làm. Bài nào xong ngồi chat kết quả lên nhóm nhá. Ra bao nhiêu, có ai ra chưa? Một đứa ra bằng 6, ok 6. Nào, thầy lại xét nhá. Đặt gì nhờ? Đặt F cả gì? Là cái bên trong 2x bình trừ 3x cộng 1. À, tìm ngay, tìm nhanh cho thầy nhá. Tìm nhanh cho thầy. Thầy xin phép chị mày tắt nhá. Mắc là bao nhiêu? Trừ 3 đến trừ 1. Đúng không, bằng mấy nhỉ? Tìm nhanh cho thầy mắc là bao nhiêu? Linh cho kết quả nó Linh. Mắc là bằng 28. 28 min. Min bằng 6 ạ. Bằng 6 à, vậy mình có nhận xét là gì nhỉ? Mình có nhận xét là mình có 428. Mình có 28. Nhân 6 là số dương chưa? Rồi vậy xin cho đóng trị vào. Trị của 28 bằng 8, lý thuyết thôi. Trị của 6 bằng 6. Vậy xia ngay min y bằng bao nhiêu? Trên đoạn từ trừ 3 đến trừ 1. Đúng không? Bằng 6, ok. Đó. Cái này tại đâu nhỉ? Nếu mà là trừ 2 nhá, tại đâu? Tại những cái thằng mà chúng mày đóng trị vào ấy, mở ra min ấy, thì tại đâu nhỉ? Tại x bằng mấy nhỉ? Thế bằng trừ 1. Đúng không? Nếu mà min bằng 0 cơ, min bằng 0 thì sẽ là tại giao điểm với OX, hiểu vấn đề không? Còn nếu min mà khác 0 thì tại đâu? Tại hai cái thằng mà chúng mình đóng trị vào ấy. Đó. Đóng trị vào, cái nào nhỏ hơn thì là thế. Hiểu chưa nhỉ? Nhỏ hơn thì là mắc. Đơn giản vậy thôi. Nhìn qua lại một lượt đi, một lượt các bài toán không tham số đi. Chuẩn bị sang phần khó rồi đấy. Về mặt lý thuyết có hiểu sơ đồ làm không?
Mắc min lý thuyết. Nhi có hiểu cái này không Nhi? Có ạ. Đấy nhá, thì về cơ bản bước 1 mắc min là như nhau. Đúng không? Bước thứ 2 thì nó hơi khác một chút. Tìm mắc thì đơn giản. Đúng không nhỉ? Chỉ là đóng trị vào thôi. Tìm min thì mình chia trường hợp. Đúng chưa? Đấy, chia trường hợp. Mắc đây đơn giản hơn. Đúng không nhỉ? Để so sánh thôi. Min thì phải chia trường hợp. Bước 3 kết luận. Rồi thì bây giờ mình sẽ sang bài toán khó nha. Nào. Phần tiếp theo này là mình quan tâm nhất hôm nay này. Các cái kia chỉ là mở đầu để khởi động thôi, cho quen lý thuyết thôi. Nào, bài toán. Bài toán. Mắc min hàm trị epic chứa tham số. Mắc min hàm trị epic chứa tham số. Được chưa nhỉ? Rồi thì thông thường ấy, thông thường nhá, các câu hỏi hay gặp này, các câu hỏi hay gặp, hỏi hay gặp, các câu hỏi hay gặp thì mình sẽ hay hỏi như sau này là tìm m đúng không, tìm m để cái để mắc của gì đây chị Epic có thể là bằng k hoặc lớn hơn bằng k hoặc nhỏ hơn bằng k, câu hỏi như vậy. Hoặc là gì tương tự min cũng thế, min cũng thế bằng k hoặc tương tự, được chưa nhỉ, hoặc lớn hơn bằng k hoặc nhỏ bằng k. Ok không? Để tìm min. Hoặc cũng có thể là gì đây? Tìm m để mắc của epic, mắc của epic. Mắc của epic ở trên nhờ đạt giá trị nhỏ nhất. Tức là bài toán min của mắc. Nhưng mà cái này là cái sàn, nó thật ra thì thầy không thích dạy cái mấy cái này lắm vì nó hơi sàn. Mấy cả thi tốt nghiệp trên trường là thi tốt nghiệp không bao giờ giải dạng này đâu, ít lắm, nó không vào bao giờ đâu. Thông thường thì hỏi mấy dạng trên thôi, luyện tư duy thôi. Cái dạng mắc của min, min của mắc thì nó hơi sàn. Tất nhiên là thầy sẽ vẫn, thầy vẫn sẽ giới thiệu qua cho mấy đứa về cái đấy. Để vấn đề không nhỉ? Đấy, các câu hỏi thường gặp nhá. Ok không nhỉ? Thì trước khi làm bài toán tham số ấy, thì sẽ cho mình đến một số định lý hay gặp như sau. Định lý nào. Định lý này thật ra mình đã học rồi đấy, thầy chỉ nhắc lại thôi. Nhưng mà định lý. À, bây giờ nhá. So sánh đúng không? Nếu bây giờ mình sẽ làm như thế này như sau. Nếu mà cái m ấy, m tham số nhá, m lớn bằng f ít với mọi x thuộc k thì tương đương ngay thế nào nhỉ? Mình so sánh m với gì nhỉ? Đối với đối biết mình so sánh m với gì? Hả mấy đứa? So sánh m với gì nhỉ? Min. Min à? Ừ. Chưa đúng. Phải so sánh m với mắc. Nên là với mọi nhá. Mấy đứa hiểu vấn đề không? Phải so sánh với mắc. Như kiểu là bây giờ nhá, thầy bảo là thầy là thằng to nhất lớp. Thầy học A1, thầy bảo thầy là thằng to nhất lớp A2. To hơn lớp A2. Đúng không nhỉ? Thì chỉ cần lấy cái thầy này so sánh với thằng to nhất của A2 thôi.
đúng không? Nếu thầy nếu mà thầy to hơn thằng to nhất của A2 thì hiển nhiên là thầy to hơn những thằng còn lại của A2 rồi. Hiểu hiểu thầy không? Ok chưa nhỉ? Trực quan không? Hay đơn giản là mày ở Hà Nội, mày bảo mày mày giàu hơn tất cả những bọn thằng ở Ninh Bình. Thì bây giờ chỉ cần lôi thằng giàu nhất Ninh Bình ra đây, so sánh tài sản với mày. Nếu mà tài sản của mày nhiều hơn thằng kia thì hiển nhiên là mày sẽ giàu hơn tất cả những thằng còn lại. Với mọi, mà đây là từ với mọi nhá, nhớ cho từ gạch chân cho thầy từ với mọi vào, gạch chân từ với mọi vào cho thầy nhớ nhá. Tương tự cái thứ hai nào, cái thứ hai nếu mà m đúng không, m nhỏ bằng fx với mọi x thuộc k đúng không, thì mình chỉ cần so sánh gì với gì thôi, với gì nhỉ, ngược lại với min trên k. Đây là gạch chân từ với mọi vào cho thầy. Có hiểu không? Đơn giản nhé, như kiểu thầy bảo đơn giản thầy bảo cái hoa chẳng hạn là đứa bé nhất lớp A1 đúng không nhỉ? Thì chỉ cần là lôi cái đứa bé nhất A1 ra đây rồi so sánh hoa với đứa A1 đúng không? Nếu cái hoa bé hơn con đấy thì hiển nhiên là gì nhỉ? Hoa sẽ bé hơn tất cả những đứa còn lại trong lớp A1. Hiểu chưa? Đây là với mọi, không phải có nhiệm sẽ khác. Hiểu không nhỉ? Lượt về thì sẽ lại khó hơn đấy. Còn lượt đi mình nhẹ nhàng tình cảm này thôi. Định lý 1. Định lý thứ 2 là về đồ thị. Là về đồ thị. Đồ thị. Nhớ thầy đồ thị nhá. À thầy cho hai hàm y bằng fx và y bằng gx. Thầy sẽ trực quan cho mày để hiểu nhá, vẽ trực quan cho mày để dễ hình dung. Bây giờ giả sử như thế này đây, thầy sẽ vẽ trên là AB thôi, cái trắng là fx nhá, còn cái nhỏ là gx, cái vàng là gx. Tất nhiên là x thầy sẽ trên cùng một đoạn AB. AB thôi. Được chưa nhỉ? Đây là gx. Cái trắng là f, cái vào nhỏ là g nhá. Thì khi đó này, mình nhìn này. À. Thì nhìn này, trong cái đoạn AB thì cho như là trong đoạn AB. Trong cái đoạn AB. Đúng không? Đồ thị nào cao hơn? Đồ thị nào cao hơn? Cao hơn. Đúng không nhỉ? Thì mắc đúng không? Mắc là đồ thị đó, là đồ thị đó. Thị đó. Hiểu vấn đề không? Tương tự cho với min. Tương tự với min nhá. Tức là trong đoạn AB thầy bảo là mắc của hai hàm trên đoạn AB. Ở ví dụ này mình sẽ chọn hàm nào nhỉ? Nhìn này, f cao hơn g đúng không? Thì nếu mà thầy hỏi mắc thì mình sẽ chọn là nó là hàm g với. Thì vấn đề không? Đây là đồ thị nhá, về đồ thị. Mắc sẽ là cái này. Được chưa? Rồi. Mày đã hình dung được không? Ok chưa nhỉ? Rồi, bây giờ thầy sẽ đi ở ví dụ nhá, đi ở ví dụ này, ví dụ 6, xong lý thuyết cho đây, làm mấy chưa? Ví dụ 6, nào, thầy cho y bằng cái này, một bài nhẹ nhàng trước,
x bình trừ 2mx cộng m. Câu hỏi x thuộc cái gì đây? Từ trừ 3 đến 2. Câu hỏi là tìm m để mắc y bằng 10 trên đoạn trừ 3 đến 2. Nào. Bài này nhá, thấy chưa? Ba cách cho mình để xem nhá. Một đứa sẽ chọn một cách phù hợp với mình mà làm. Ok không? Thấy chưa? Ba cách nhá. Ba cách cho mình để xem. Tự chọn cách phù hợp với mình để làm nhá. Ba cách. Nào, cách 1. Thật ra bài này chuẩn là có 6 7 cách cơ. Nhưng mà thầy nói ra ba cách hay dùng thôi. Ba cách thông dụng thôi. Không nên học nhiều quá làm gì cả. Và mỗi cách thì sẽ nói rõ ưu nhược điểm cho mọi người xem như thế nào, để sẽ bình luận ưu điểm và nhược điểm, hiểu vấn đề không nhỉ? Nào, cách 1. Nghe kỹ nha. Để tìm mắc đúng không? Thì đầu tiên này, thầy làm như bình thường đã, thầy cứ làm như bình thường. Cách 1 là cách đại số như bình thường. Nào, thầy làm như bình thường nhá, thầy đặt gì nhỉ? Fx bằng cái gì đây? À, bây giờ thì tìm mắc min, thầy tìm mắc min của fx theo m nhá. Là mình có này, f phẩy là bao nhiêu hả mấy đứa? 2x trừ 2 bằng 0, x bằng mấy, bằng 1, đúng không? Thỏa mãn không? Thỏa mãn, vậy mình có bảng biến thiên như sau. Phải fx, đúng không nhỉ? Nào, đóng cái chị vào, soi chơi đóng chị vội. Bước này phải làm cực nhanh cho thầy nhá. Thầy vẫn làm chậm cho mấy đứa dễ hình dung thôi, chứ bởi sau bước này phải là cực nhanh đấy. F phải chỉ được dấu qua 1, tức là đây là dương, đây là âm. Đúng không? Nào, tại trừ 3, F là mấy? Tại trừ 3 nó sẽ là M cộng bao nhiêu nhỉ? M cộng bao nhiêu đây? M cộng 18. À sorry, M cộng 15. Đúng không? Tại 1 nó là bao nhiêu? Tại 1 nó là M trừ 1. Cứ nghe chép sau nhé, nghe rồi chép sau. Tại 2 nó là m. À thì nhìn ba giá trị này, nhìn thấy ngay mắc là bao nhiêu hả mấy đứa? Vậy suy ra ngay. Mắc của fx trên đoạn gì đây nhỉ? Trừ 3 đến 2 nó sẽ là m cộng 15 sau. Và min của fx trên đoạn từ bao nhiêu đây? Từ trừ 3 đến 2 bằng bao nhiêu nhỉ? M trừ 1. À, bước thứ 2 nhé. Bước 1 là xong rồi này. Bước thứ 2 thì lấy trị của M cộng 15 và trị của M trừ 1. Mấy hiểu không? À, nghe cho thầy này. Bình thường bài đầu tiên ví dụ không sát số ấy, là hai cái này là hai giá trị tương minh. Nên khi đóng trị vào ấy, mình biết ngay cái nào là mắc, cái nào là min, đúng không nhỉ? Nhưng ở bài này nhá, nó chứa tham số. Khi đóng trị vào ấy, mình biết cái nào lớn hơn chưa? Chưa biết cái nào lớn hơn cả. Đúng không nhỉ? Vậy khi đó mình sẽ chia trường hợp. Mắc của mình nhá, nghe cho thầy này, mắc của mình ấy nó chỉ là một trong hai giá trị đấy thôi. Đúng không nhỉ? Nên thầy sẽ chia trường hợp một như sau này. Nghe kỹ nhá. Nên khi đó để chia trường hợp như sau. Trường hợp 1 là thầy giả sử mắc của y bằng trị của m cộng 15. Đúng không? À, thằng này nó bảo bằng bao nhiêu đây? Mắc y bằng 10, tức là bằng 10 không? Thầy giả sử mắc là trị của m cộng 15 rồi thì cái còn lại hiển nhiên phải bé bằng 10 không? Mình được công nhận với thầy không? Giả sử mắc là cái này rồi, là 10 rồi, thì cái còn lại nó phải bé bằng 10 chứ. Chuẩn vấn đề không nhỉ?
À bây giờ giải cho thầy nào. Mình cùng tương đương nhá. À, trị của m cộng 15 bằng 10, tức là mình có hai trường hợp m cộng 15 làm rất chậm đấy. Đây là hoặc đúng không? À, sorry, giống hoặc ngoài là móc. Đúng chưa nhỉ? Cái sau không giải nhá, để nguyên cho thầy không giải. Để nguyên cho thầy, ok không? Rồi. Mình tin ngay cho thầy là gì nhỉ? À, hoặc là gì? Hoặc là m bằng mấy? M bằng trừ 5. Hoặc là m bằng bao nhiêu? Trừ 25. Và trị của m trừ 1. Bé bằng 10. À, bây giờ mình sẽ thay cho thầy nhá. Thay trừ 5 vào đây. Thay trừ 5 vào đây. Là trị của trừ 6 không? Trị của trừ 6 bằng 6, nhỏ hơn 10 chưa? Rồi, thỏa mãn. Tiếp tục thay cái trừ 25 vào đây. Mày ra 26 không? 26 nhỏ hơn 10. Kể loại. Vậy chốt lại cho thầy m mấy thôi? 10 đi, hiểu không? Có hiểu được cái này không nhỉ? Đó. Ok. Trường hợp 2 là gì nhỉ? Thầy giả sử max của y là trị của m trừ 1. Nó là 10. Thì cái còn lại là trị của m cộng 15. Thầy bé bằng 10. Đúng không? Đến đây mình giải cho thầy thôi. Nào. Tức là m trừ 1 bằng 10. Hoặc là m trừ 1 bằng trừ 10. Cái dưới trị của m cộng 15. Đúng không nhỉ? Vậy giải cho thầy ra ngay. Tức là gì? M bằng 11. M bằng trừ 9. Đúng không? Hoặc và trị của m cộng 15. Rồi đến đây thay vào. Thay 11 vào đây, nó ra 26 không? Vậy cái này loại. Này loại. Đúng không? Thay trừ 9 vào đây, nó là bao nhiêu? Nó là 6 nhỏ hơn 10. À, thỏa mãn không? Rồi, thỏa mãn. Vậy chốt lại m bằng bao nhiêu? M bằng trừ 9. Vậy kết luận cho thầy. À, kết luận cho thầy nhá. Vậy m nó sẽ bằng gì? Nó sẽ bằng là trường hợp 1 hợp với trường hợp 2, nhớ thầy nhá. Ok, vậy sẽ bằng bao nhiêu? Bằng trừ 5 hoặc là bằng bao nhiêu? Bằng trừ 9. Mấy đứa hiểu vấn đề không? Cách 1. Thầy cho 2 phút xem và chép lại bài. Không hiểu chỗ nào hỏi thầy luôn. Hai phút xem và chép lại bài nha. Đấy, cách một cái đại số hơi dài một chút thôi. Sau cách một này thì có chú ý luôn cho mấy đứa luôn. Mới có chú ý nhỏ cho mấy đứa dùng. Cứ đọc đi à. Rồi. Cái Huyền thì hiểu không? Mấy cái Huyền hiểu không nhỉ? Hai cái Huyền đấy, hiểu không? Ok. Cách một nhá, hơi dài một chút nhỉ. Nhưng mà chú ý này. Thầy sẽ có chú ý nhỏ như sau. Có một cái nốt làm bài nhá, chú ý nhá. Là khi đề bài ấy, khi mà cái y nhá,
nó có dạng như sau này, có dạng như sau: fx riêng và m riêng. Tức là cái m của mình ý không dính gì tới fx cả, đúng không? Thì mình sẽ đặt x trong đoạn AB nhá, x trong đoạn AB. Thì mình sẽ đặt làm cho gọn như sau này, mình sẽ đặt đặt t bằng fx, được chưa? Thì mình quan tâm là gì nhỉ? Thì cố gắng nhá, x trong đoạn AB thì t mình sẽ thuộc cái đoạn CD. Có hiểu không đấy? Có hiểu không? Mới hiểu cái thầy không nhỉ? Tức là mình sẽ đặt ẩn phụ. Và khi đó bài toán sẽ như sau này, bài toán sẽ như sau. Là y sẽ bằng gì đấy? Trị của t cộng m với t thuộc đoạn từ C đến D. Đấy. Thì cái hàm này mới đỡ hiểu cho thầy này. Cái hàm này của mình nghĩ nó chỉ là hàm bậc nhất thôi. Hàm bậc nhất là còn A dương cơ. Hàm bậc nhất A dương là luôn đồng biến không? Đồng biến luôn. Thì khi đó mắc, mắc nó sẽ là gì nhỉ? Mắc của Fx bên trong sẽ là C cộng M, à D cộng M, còn min sẽ là C cộng M. Hiểu vấn đề không nhỉ? Đấy là hàm bên trong nhá, nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Hiểu thầy không nhỉ? Đấy. Mình sẽ làm cho gọn nhé. Rồi, cách 1 là vậy. Được chưa? Thầy ơi, cái chỗ trị tuyệt đối sao lại nhỏ hơn hoặc bằng 10? À. Đây, thầy nói rõ nhá. Bình thường cái bài ví dụ 2 của thầy ấy, ví dụ 2 của thầy là khi thầy đóng trị vào đúng không? Nó không có tham số, tức là hai giá trị này của mình tương minh chưa? Điều hiểu không? Đây này, thì quay lại ví dụ 2 cho mày nhé. Cho mày dễ hình dung này. Đây ví dụ 2 của mình đây. Khi đóng trị vào đúng không? Đóng trị vào hai giá trị max min ấy. Max min đóng trị vào. Đây này, max là 6, min là trừ 25/4 không? Đóng trị vào nó là hai giá trị tương minh không? Em hiểu không? Thì khi đó mình nhìn thấy ngay, nhìn thấy ngay là max là bao nhiêu ngay. Hiểu chưa? Ok. Nhưng mà ở bài này nhá, khi đóng trị vào, mày đã biết cái nào lớn hơn chưa? Hải Hiệp biết cái nào lớn hơn chưa? Chưa biết cái nào lớn hơn, đúng không? Thì khi đó thì giả sử khi đó, vì mình hiểu là max của mình ý chỉ là một trong hai giá trị này thôi, nên mình sẽ giả sử max là 10. À, thầy giả sử max là 10, max là cái lớn nhất, điểm phải hiểu cho thầy nhá, max là cái lớn nhất, đúng không? Vậy cái còn lại nó sẽ phải nhỏ bằng 10 chứ bằng gì nữa. Hiểu được cái này chưa? Max là cái lớn nhất còn gì nữa. Thì cái còn lại nó sẽ phải bé hơn hoặc bằng 10. Đó là cái nhỏ hơn bằng gì? Cái nhỏ hơn thì sẽ nhỏ bằng 10. Vì sao? Vì đề bài yêu cầu của mình là max bằng 10 mà. Để hiểu chưa? Rồi. Ok. Mới đấy hiểu chưa? Rồi, cách 2 nhá. Thầy làm cách 2 cho mình xem này. Cách 2 cho mình xem nhá. Nào. Và đa số các bài của thầy, thầy chỉ cách 2 thôi. Những bài khó thì chỉ cách 2 thôi. Ok không nhỉ? Hầu như là vậy. Nào cách 2. À, nhìn cho thầy này, thầy sẽ đặt cho gọn nhá. Cái hàng của mình có đúng là dạng x riêng và m riêng chưa? Sẽ đặt t như sau, đặt t cho gọn nhé. Đặt t bằng x bình trừ 2x. Nhớ x của mình cho đoạn nào nhỉ? À, bây giờ mình có này. Mình quan tâm là gì? X trong đoạn từ trừ 3 đến 2 thì t của mình trong đoạn nào? Mình đi hiểu vấn đề không? Nào mình có t phải là bao nhiêu? 2x trừ 2 bằng 0. Tức là mình đi tìm mắc min của t đấy. Tức là x bằng mấy? 1 thỏa mãn không? À, vậy khi đó mình bảo mình nhân ngay x t phải t. Bước này là mới sau thì làm nháp thôi nhá, thì không có trình bày chi tiết đâu, làm nháp thôi.
Đây là một không, đây là không được chưa nhỉ? Dương âm như bản bên trên kia thôi. Đây sẽ là gì nhỉ? 15 trừ 1 và 0. À vậy mình lớn như thầy này. T min là trừ 1. T max là 15 đúng không? Vậy suy ra ngay. T thuộc từ trừ 1 đến 15. Hiểu chưa? À vậy bài toán mình sẽ như sau này. Bài toán như sau. Vậy khi đó y của mình ý, nó sẽ bằng là trị T cộng M đúng không? Với T thuộc gì đấy? Từ trừ 1 đến 15. Nhớ cho thầy nhé. Nào, nhớ lại lý thuyết cho thầy này. Nghe ra thầy chép. Mình có này, mình ghi câu như sau. Vì max của y, nhớ bài toán nhé, thầy đẩy gì nhỉ? Từ x sang t đúng không? Bằng 10. Nên thầy suy ra y của thầy. Nhớ bằng 10. Với mọi t thuộc gì nhỉ? Từ trừ 1 đến 15. Mới hiểu không? Mắc mà thì y của mình phải nhỏ bằng 10. Với mọi t thuộc bằng trừ 1 đến 15 còn gì? Mới hiểu chưa? À, hai tư lương gì nhỉ? Hai tư lương gì nhỉ? Trị của cái IT cộng M phải nhỏ bằng 10 không? Với mọi T thuộc trừ 1 đến 15. À, hai tư lương gì đây nhỉ mấy đứa nhỉ? À, hai tư lương gì đây? Trị nhỏ bằng 10 tức là gì nhỉ? Trừ 10. Đúng không? Hai thầy viết hành hệ cho mình dễ nhìn nhá. Hay nói khác là gì nhỉ? T cộng M nhỏ bằng 10. Thầy viết hành hệ dễ nhìn đấy. Đúng không? Hai tư lương là gì nhỉ? M nhỏ bằng 10 trừ T. À, và M phải lớn bằng gì đây? Trừ 10 trừ T. Với mọi T thuộc đoạn nào? Từ trừ 1 đến 15. À, bây giờ nhá. Nghe này. Thầy coi cái này là HFT. Thầy coi cái này là GT. À, vậy so sánh chưa? Vậy so sánh cho thầy. M nó phải thế nào? Nhỏ hơn bằng gì nhỉ? Min của FT. Trên đoạn nào đây? Trên đoạn từ trừ 1 đến 15. Thầy viết thì dài thôi, nhưng mà khi làm trách nhiệm này rất là ngắn. Cực ngắn luôn. Và M phải lớn bằng gì nhỉ? Max của GT. Mới hiểu không? À, nhìn ngay cho thầy. Min FT thì mà không? T trong đoạn từ trừ 1 đến 15, vậy min là bao nhiêu nhỉ? Min là bao nhiêu? Nhìn ngay cho thấy min sẽ là bao nhiêu nhỉ? Min sẽ là trừ 5. Mới hiểu không đấy? Cái dưới, max của GT, max là bao nhiêu? Max tại T bằng trừ 1, tức là max sẽ là trừ 9. Trừ 9 đúng không? Thì vậy suy ra ngay. Suy ra ngay cho thầy là gì nhỉ? Trừ 9. M lớn bằng trừ 9 không? Và M nhỏ bằng trừ 5 không? Nhưng mà trừ 9 phải nhỏ bằng M. À tức là những giá trị này của M ấy nhỉ? Những giá trị này của M thì nó làm cho Y thế nào đây? Làm cho Y nhỏ bằng 10. Nhưng mà nghe này, yêu cầu mình mắc là 10 cơ. Mắc là 10 vậy suy ra ngay cho thầy là dấu bằng xảy ra. Nhớ nhá, dấu bằng xảy ra cho thầy ý, là mình chỉ lấy hai đầu mút thôi. Tức là M bằng trừ 9 hoặc là M bằng bao nhiêu. Ok, nhớ nhá. Đấy là cách làm thứ hai. Cách làm so sánh. Thầy cho một chút thời gian xem cách làm thứ hai. Mới hiểu không? Thầy cho 2 phút xem lại.
thắc mắc cho nào hỏi thầy luôn nhá. Xem đi, chép bài và xem cho thầy. Để Tâm hiểu được cái này không? Tâm, Minh Tâm hiểu được không? Thật. Quỳnh, Quỳnh D4 hiểu được cái này không nhỉ? Em không hiểu cái chỗ Min này à? À, bây giờ nhìn mày hiểu chỗ chỗ này đúng không, chỗ dòng này đúng không? Không hiểu chỗ ý. Bây giờ mày nhìn lại lý thuyết cho thầy nhá. Nhìn này, m nhón 10 trừ t, thầy coi là st. Quỳnh hiểu chưa? Mở mic lên cho thầy cùng thao tác nhá. Ok, m lớn bằng trừ 10 trừ t, thầy coi là gt. Đặt thôi, với mọi t, nhớ là với mọi t cho nó từ trừ 1 đến 15. Ok ông Quỳnh, giờ này hiểu chứ? Vâng. Thì nhìn lý thuyết này, nhìn bổ đề trước đầu giờ thầy nói rồi. M lớn hơn fx với mọi x thuộc k, tức là m phải lớn mắc k không? Đó, m nhón fx với mọi x thuộc k, tức là m nhón min k không? Min fx không? Ok cho Quỳnh. Rồi em nhìn lý thuyết cho thầy. Đây, m nhón ft, tức là m phải nhón min t còn gì nữa? Trên đoạn từ trừ 1 đến 15. Tương tự M là mắc trên đoạn từ trừ 1 đến 15. Em hiểu dòng này chưa? Rồi. Thì bây giờ mắc min thì tìm đơn giản rồi. Mắc min hàm này tìm quá dễ rồi còn gì nữa. Ok không? Đây là chỉ là kết quả thôi. Trừ 5 trừ 9 chỉ là kết quả thôi. Quỳnh hiểu không? Còn mắc min hàm này, hàm này nó là đường thẳng này. Nó chỉ đi lên và đi xuống thôi. A âm đúng không? Đi xuống chưa? Đi xuống vậy min lại đâu? Min lại điểm cuối cùng. Thay trừ thay 15 vào ra trừ 5. Còn max là điểm trên cùng, thay trừ 1 vào nó là trừ 9. Quỳnh hiểu chưa? Rồi ạ. Mấy đứa còn lại hiểu kỹ chưa đây? Hiểu thật kỹ cho thầy cái này nhá. Và những bài khó của mình ý, mình chỉ làm cách 2 thôi, vì cách 2 nó rất là hay. Cách 1 và cách 3 nó hạn chế rất là nhiều. Cho nên thầy sẽ comment vì sao là nó hạn chế. Còn cách 2 của xử lý những bài toán rất là khó đấy. Mà chỉ là cách 2 thôi. Ok, cách 2 xong chưa? Xong não cách 2 này chưa? Phụng hiểu không? Ok, thầy chuyển sang cách 3 nhá. Cách 3 là cách đồ thị. Cách thứ ba là cái đồ thị. Vẫn ví dụ 6 này, để chút để xóa ngay lại. Nói chung là tùy vào phong cách của mấy đứa nhá, chọn cách nào cho hợp lý là được. Cách thứ ba dùng đồ thị. Trên mạng rất nhiều loại đồ thị đấy, nhưng mà thôi, chúng mày nghe ít thôi. Đồ thị. À bây giờ nhá, thầy vẫn đặt T đúng không? Thầy vẫn coi T. Cách đồ thị này rất là hạn chế, là mình chỉ làm được khi những bài là x riêng, T riêng thôi. Trừ 2x.
đúng không nhỉ? Với T thì suy ra ngay vẫn là bài trước nhá, thể lấy kết quả thôi. T thuộc cái từ trừ trừ 3 đến 2. Vậy bài toán mình sẽ y bằng gì nhỉ? Trị T cộng M, đúng không? Với T của mình thuộc cái gì đây? À sorry, cái này T thuộc bao nhiêu nhỉ? Từ trừ 1 đến 15, đúng chưa? À vậy khi đó nhá, vậy khi đó ấy, là như sau này. Cách này chỉ là trắc nghiệm thôi nhá, chứ chúng mày ghi trên lớp thầy cô ấy thì không ai cho nhau mấy điểm đâu. Trình bày cách một cách hai thôi. Bây giờ nhá, mày thay giá trị trừ 1 vào đây thì mình ra hai cái hàm như sau này, mình sẽ ra hai cái như sau. Ra hai cái là m trừ 1 và mình sẽ và m cộng 15. Mình thay t vào thôi, mấy điều hiểu không? Thay t vào y vào thầy. Ra trị m trừ 1 và trị của m cộng 15. À bây giờ nhá, thầy sẽ vẽ. Thì vẽ cái hàm y bằng trị của m trừ 1. Được chưa? Và vẽ hàm y bằng trị của m trừ 15 cộng 15. Thầy vẽ cái thằng này trước là mực trắng nhá, vẽ thằng này trước. Nào vẽ thầy này. Vẽ hàm trị tuyệt đối đấy, cách vẽ đơn giản thôi. Nào, thầy dạy cách vẽ nhá. Nào, cách vẽ này. À, nhìn cho thầy nhá, cách vẽ như sau này. M trừ 1 giao ux. Đây là trục M nhá, đây là trục M, trục y. Thằng M trừ 1 cắt trục hoành tại đâu? Cắt trục hoành tại 1. Được chưa mấy đứa? Vậy có nghĩa là nó sẽ có dạng như sau, hình chữ V như sau này. Tại M bằng 0 thì nó là 1 không? Tại M bằng 0 nó là 1. Vậy mình sẽ tương đối thôi nhá, vậy tương đối thôi. Vậy nó sẽ có dạng như sau. Nó sẽ như thế này. Đi xuống. Đi xuống, đợi thầy chút, thầy vẽ. Đi xuống và đi lên. Đó. Mực trắng nhá. M bằng y bằng trừ 1 chứ ạ. Đó. À, sorry, ở đúng rồi. M bằng trừ 1. Vậy mình sẽ như vậy như sau nhá. Tại 1 này. Tại 1 mới giống như chữ V thôi. Vẽ tương đối thôi. Một chữ V lên đây. Được chưa nhỉ? Chữ V lên đây. Đây là số 1 nhé. Ok chưa? Vẽ một chữ V ra đây. Được chưa nhỉ? Thì vẽ một cách tương đối rồi nhá. Cụ thể này. Cụ thể nhá. Cụ thể. Thằng đi lên nó chỉ là M trừ 1. Còn thằng đi xuống nó sẽ là 1 trừ M. Ok không? Cắt tay tại 1. Được chưa? Nào. Thằng thứ hai mực vàng M cộng 15 cắt trục hoành tại điểm nào? Tại trừ 15 ở đây. Tại đây mình gióng chữ V cho thầy. Gióng chữ V cho thầy. Hiểu chưa? Gióng cho thầy chữ V cho thầy. Được không? À, cụ thể nhá, đi xuống nghịch biến không? Nghịch biến nó sẽ là trừ M trừ 15, còn đi lên nó sẽ là M cộng 15. Rồi, mới đấy hiểu đồ thị không đã? Hiểu cách vẽ chưa? Mới hiểu đồ thị chưa? Cắt điểm này nhá, cắt điểm này. Cắt điểm này là bao nhiêu? Thằng này cắt điểm này tại 15. 15. Ok chưa? Mới đi hiểu đồ thị chưa? Biết cách vẽ chưa đã? Ok chưa đã? Ok không mấy đứa? Nào thì bây giờ nhá, nhìn cho thầy này. Bây giờ thầy sẽ đánh dấu như sau này. Cái thằng màu hồng, thằng màu hồng này nhá, thầy sẽ tô cho mày dễ hình dung. Thằng màu hồng, thằng màu hồng. Bây giờ thầy bảo rồi, đồ thị nào cao hơn nó sẽ là mắc. Vậy những thằng mắc là những thằng nào? Thằng này này, thằng màu hồng này này. Thầy tô mực to đi. Chờ chút nhé, chờ chút. Đây, những thằng màu hồng này này. Xong.
Chờ một tí nhé, thầy chọn màu ra đẹp một tí. Rồi, những thằng màu hồng này nhá. Những thằng màu hồng này này. Màu hồng này này là mắt. Nó là mắt. Được chưa? Nó cao hơn mà. Hai đồ thị này cao hơn đúng không? Thì nó là mắt. Còn những cái thằng màu màu xanh này. Thầy tô nhá, thầy tô đường đi đấy. Nhìn rõ đường đi cho thầy nhá. Rồi thầy không tô mút này đấy. Tô màu khác đi. Thầy sẽ vẽ màu màu xanh này đi. Những thằng màu xanh này nhá. Những thằng màu xanh này này. Những thằng màu xanh này. Những thằng màu xanh này. Thấp hơn đúng không? Thấp hơn. Thấp hơn. Nhớ nhá, đoạn màu xanh này tăng tô ấy. Đoạn màu xanh này tô. Thì nó là min. Nhớ thầy lý thuyết nhá. Đoạn màu đỏ là max, được chưa nhỉ? Đoạn màu xanh thì tô là min. Thì bây giờ yêu cầu của nó này. Yêu cầu của nó này là max y bằng 10. Bằng 10. Thì 10 ở đâu? 10 ở đây. 10 nó sẽ ở đây. 10 ở đây. Cái điểm dối này nhỉ? Cái điểm dối này này. Điểm dối này này. Dòng xuống cho thầy. Điểm dối này nhá, nghe này. Điểm dối này của thầy ấy, nó là dao của gì? Nó là dao của cái gì nhỉ? Nhìn cho thầy, nhìn cho thị. Dao của gì đây? Điểm dối này là dao của gì nhỉ? 1 trừ m và gì đây? M cộng 15. Vậy các bạn ra m bằng bao nhiêu? M bằng 8, m bằng 7. Đúng không? Đúng không nhỉ? À sorry, m bằng trừ 7. M bằng trừ 7. Đây là trừ 7. Tại trừ 7 nó là bao nhiêu? Tại trừ 7 nó là 8. Các bạn hình dung được không? Vậy m 10 ở đâu? Mắc là 10 ở đâu? 10 nó sẽ ở đây. 10 nó sẽ ở đây. Các bạn nối sang cho thầy. Nối một đường thẳng sang cho thầy. Từ 10 cắt sang. À nó cắt tại mấy điểm nhỉ? Cắt tại mấy điểm đây? Cắt mắc tại 2 điểm. Điểm này và điểm này. Ok không nhỉ? Vậy mình sẽ có như sau này. Mình có 2M để mắc y. Có 2M để mắc y bằng 10. Cụ thể như sau. Cụ thể như sau. Nào cái M này nhá. Cái M vàng này trước. Cái M vàng này này. Cái M bên trái trước. Là dao của cái gì? Cụ thể cái M bên trái là dao của gì nhỉ? Dao của đường thẳng này. Đúng không? Và đường thẳng y bằng 10. Tức là gì nhỉ? Tức là 1 trừ M bằng 10. Các bạn giải cho thầy m bao nhiêu? M bằng trừ 9. Cái thằng thứ hai, cái thằng thứ hai là gì? Là dao của cái này. Dao của cái này. Và y bằng 10 không? Cái này là gì? Cái này là m cộng 15. Đúng không? Bằng 10. Vậy các bạn giải ra m bao nhiêu? M bằng trừ 5. Đó là hai cách làm. Tùy vào bài nó hỏi max hỏi min. Được chưa nhỉ? Rồi, xem lại một chút đi. Cách này hơi khó hiểu một chút đấy, nhưng mà làm trách nhiệm rất là nhanh. Hôm nay chị nói lại cái chỗ mắc đi ạ. Tại sao nó lại là mắc ạ? Đây, bây giờ nhá. Nhìn này, thầy bảo rồi, đồ thị nào cao hơn, đồ thị nào cao hơn thì nó là mắc. Thì nhìn đồ thị, em phải xem là cái nào cao hơn. À, cái nào bên trong sát với OI hơn thì nó sẽ là cao hơn. Em hiểu không? Đây là lý thuyết. Lý thuyết là nhớ cho thầy cái này nhá. Là bên trong này này, là chữ V nhỏ bên trong này này. Đúng không? Nó là cao hơn chưa? Thì nó là mắc. Mình nhớ ok không nhỉ? Cao hơn thôi, nằm cao hơn nó là mắc. Cách này chỉ là trắc nghiệm thôi nhá, chứ chúng mày chỉ mà trình bày trên lớp các thầy cô ấy thì không ai cho cho mày điểm đâu.
trắc nghiệm hay sau thôi. Ok không nhỉ? Cao hơn thì nó là mắc. Mình đã hiểu chưa? Tức là bên trong ấy, mình tính đô thị bên trong. Được chưa nhỉ? Tính đô thị bên trong. Cao hơn là mắc. Còn những cái thấp hơn, thấy không, tô đỏ này, thấp hơn nằm ngoài bên ngoài. Và cái này thì nó sẽ là min. Đó. Ok chưa? Cứ nhớ cho thầy là vậy. Cái đô thị bên trong hình chữ V đấy, hình bên trong hình chữ V thì nó là mắc, để xem nhờ. Đô thị ở nằm ngoài, bên ngoài. Hình chữ U, nhớ chữ U nhá, không phải chữ V kép đâu, chữ U thì nó sẽ là min. Đấy là lý thuyết đô thị là vậy. Mày nắm được chưa? Ba cách nhá, tôi chỉ cho mày là ba cách rồi đấy. Nhưng mà thông thường cách hai là cách hay nhất, cách thứ hai là cách thường hay. Và thầy chủ yếu thầy làm cách hai thôi. Được chưa? Đấy. Thì nhìn qua ba bài này, xem cho thầy đi. Nhìn qua ba bài nhá. Nhìn qua ba bài cho thầy. Ba bài cách 1 đúng không? Cách 1. Thì cách này là cách dễ hiểu nhất này, cách này thì là dễ hiểu nhất. Nhưng bù lại nó sẽ là dài nhất. Hiểu vấn đề không? Và những bài toán khó mình xử lý rất là lâu. Nếu mà cách 1. Hiểu chưa nhỉ? Cách thứ hai nhá, là cách thầy chặn khoảng để so sánh mắc với min đấy, so sánh mắc với min. Hiểu vấn đề không? Cách này, cách 1 của mình rất là hạn chế ở chỗ là gì đây? Cách 1 và cách 3 ấy, hạn chế ở chỗ là gì? Cách 3 cái khó của nó là phải vẽ được đồ thị. Đồ thị bài này dễ, thầy không nói. Nhưng gặp những bài đồ thị bậc 2, bậc 3 thì vẽ rất là khó. Đúng không? Vẽ rất là khó. Được chưa nhỉ? Rất là khó nhá. Đấy. Còn cách 2 hạn chế của nó ấy, tuy nó rất là mạnh nhưng hạn chế của nó là gì? Là chúng ta nhìn thấy gì không? Phải cô lập được M. Phải cô lập được M. Hiểu vấn đề không nhỉ? Một hạn chế cách 2 nhá là phải cô lập được M. Hiểu vấn đề không nhỉ? Đấy. Nói chung ba cách của mình sẽ có những ưu điểm riêng. Mình đã tự chọn cách phù hợp với mình mà làm. Hiểu vấn đề không? Chọn cách phù hợp với mình là. Tôi sẽ cho một bài tương tự nhá. Một bài tương tự. Cái này thầy sẽ nhân ra nhiều buổi đấy, không phải hai buổi đâu. Ví dụ 7 nào, tương tự nào. Thầy cho y bằng trị của cái nào, trị của gì đây? Trị của cái x bình trừ 3x trừ 2 trừ m đi. Rồi x thuộc khoảng từ 2 đến 3 cho nó nhẹ người. Rồi câu hỏi tìm m. Bài 3 khó hơn tìm M để mắc Y trên đoạn từ trừ 2 đến 3 bằng 5. Rồi, thầy cho một chút thời gian mới đó là. Thầy ơi, phía trên là X có đến 2, từ 2 đến 3 thôi mà. Ờ, 2 đến 3 thì thôi. Rồi, thầy cho một chút thời gian mới đó làm nhá. Nhớ nhá là khi mà đề bài có dạng Y như thế này này, trị của fx riêng ý, cộng m riêng ý, mình sẽ đặt t bằng cái gì đấy, đặt t bằng fx nhá, nhớ thôi.
cho nó gọn hàm số, được chưa nhỉ? Rồi. Làm một chút ra cái quả chat lên nhóm cho thầy nhá. Chọn cách phù hợp với mình mà làm nhá, chọn cách phù hợp với mình mà làm. Được chưa? Thì sau ra ba cách đấy. Nếu triển khai đi nào thì đặt t nhá, đặt t bằng gì nhỉ? X bình trừ 3 x, bước làm thấp thôi, x thuộc cái khoảng từ 2 đến 3, tức là mình tìm mắc min của t đấy. T cho đoạn nào nhỉ? T cho đoạn nào đây? Có đang làm ra đoạn này chưa? Ừ, trừ 14 đến trừ 2. Ok. Rồi vậy bài toán y mình sẽ là gì nhỉ? Bằng trị của t cộng 4 m với gì nhỉ? Với t thuộc trừ 4 đến 2. Trừ 2. À. Vậy cách 1 nhá, cách 1 này. Cách 1. Mình vậy khi đó mắc của y ấy, mắc của y nó sẽ là gì đây? Nó sẽ là gì nhỉ? Sẽ bằng mắc của gì nhỉ? Mắc của gì? Mắc của trị của gì đây? Trị của m trừ 4 hoặc là trị của m trừ 2. Hiểu cách viết này không? Tức là gì nhỉ? So sánh hai giá trị này, cái nào mắc thì mình lấy. Hiểu cách viết không nhỉ? So sánh hai giá trị này nhá, cái nào mắc thì lấy. Hiểu chưa? Ok không? Thì bây giờ mình có trường hợp 1, mắc cái này bằng 5 thì cái còn lại thế nào nhỉ? Thì vẫn chưa bằng hai cách nhá. Nhỏ bằng 5 không? Giải ra cho thầy. M bằng mấy nhỉ? M bằng 9 hoặc là M bằng -1. Trị của M -2. Nhớ ngọc vuông nhá, nhỏ bằng 5. Thay vào cho thầy. Thay 9 vào cái này loại, cái này thỏa mãn. Vậy suy ra ngay M bằng mấy thôi. M bằng -1, được chưa? Trừ 2 là gì nhỉ? Mắc là M trừ 2 bằng 5 thì cái còn lại phải nhỏ bằng 5, đúng không? Giải ngay cho thầy. M bằng mấy? M bằng 7 hoặc M bằng bao nhiêu nhỉ? M bằng -3, được chưa? Vào trị của M trừ 4 nhỏ bằng 5. Mình thay vào, thay hai giá trị vào, thay 7 với trừ 3 vào cái dưới. Lấy cái nào nhỉ? Cái này thỏa mãn. Cái này loại. Vậy xem M bao nhiêu? M bằng 7. Vậy kết luận cho thầy. M bằng -1. Đó. Cách 1 xong. Có ai ra kết quả giống thầy không? Mấy đứa có ra kết quả giống thầy không?
Được chưa nhỉ? Cách thứ hai. Cách thứ hai nào. Cách thứ hai nhá. Bài toán mình nó là bài toán gì để y bằng trị của m không? T cộng m với t thuộc cái gì đây? Từ trừ 4 đến trừ 2. Mình có này. Mắc y bằng 5 suy ra nhá. Y thế nào đấy? Phải nhỏ bằng 5. Với mọi t thuộc từ trừ 4 đến 2. Hay tương đương gì nhỉ? Tương đương gì trị của t cộng m? Phải nhỏ bằng 5 không? Hay nói khác là gì nhỉ? T cộng m nhỏ bằng 5 và t cộng m lớn bằng trừ 5. Có hiểu không? Thầy ơi, sao? Đề bài là trừ m mà. Sao thầy ghi là y cộng? Ôi rồi ôi. Đáp án sai. Em kết thúc thầy. Ừ, ok. Sau đây mình sẽ sửa thành cộng m nhé. Để chót làm cách 1 rồi. Cách làm như nhau thôi. Chắc là khác đúng không? Sửa thành cộng m cho thầy nhé. Để chót làm cộng m rồi. Đến đây này, mình cô lập m cho thầy. Tức là m phải nhỏ bằng bao nhiêu đây? 5 trừ t. Và m nhỏ bằng gì nhỉ? Và m lớn bằng gì? Trừ 5 trừ t. Thầy coi cái này là ft. Thầy coi cái này là gt. Cái này với mọi t đúng không? Thuộc trừ 4 đến trừ 2. Vậy tương đương ngay là gì? Về sau các bạn có thể nhẩm cho thầy nhé. M lớn bằng mắc t không? Và m lớn bằng gì đây? Là m nhỏ min t, min ft. Với mọi mà. Đúng không nhỉ? T thuộc đoạn từ trừ 4 đến trừ 2. Tính ngay cho thầy. Min là bao nhiêu? Hàm đi xuống. Đi xuống. Tức là min tại đầu điểm đầu điểm cuối cùng đúng không? Min tại điểm cuối cùng tức nó sẽ là bao nhiêu nhỉ? Nó là 7. Còn max hàm đi xuống. Mắc tại điểm đầu tiên, tại trừ 4, nó sẽ là trừ 1. Vậy suy ra ngay là gì nhỉ? Trừ 1 nhỏ bằng m, m nhỏ bằng 7. Vậy suy ra ngay, dấu bằng xảy ra khi nào? M bằng trừ 1 và m bằng 7. Đó, thầy sẽ chữa bằng hai cách thôi. Mình thấy ok không? Được chưa nhỉ? Hiểu cách làm chứ, hai cách nhẹ nhàng. Nhưng mà thầy khuyên mày nữa là mình sẽ dùng cách hai cho nó nhiều đấy, dùng cách hai nhiều. Trong phiếu của thầy sẽ có những bài tương đối khó, mình sẽ làm cách hai là chính. Mới đỡ ok cái này chứ? Hậu hiểu cái này không? Hiểu cách làm không nhỉ? Hậu. Ok, hai cách. Đấy là tìm max nhá. Min sẽ có hơn đấy. Nó sẽ tìm min cho mình được xem này. Nào, tìm min. Được chưa? Nào, ví dụ 8 nhá. Ví dụ 8. Thầy cho y bằng trị của cái x bình. Thầy lấy hàm bậc 2 cho nó dễ tính thôi. Cộng m trừ 1. Rồi. Tìm m để min y trên đoạn từ trừ trừ 1 đến 2 bằng 3. Ok, tìm m để min y trên đoạn trừ 1 đến 3. Thầy vẫn chưa bằng hai cách nhé.
Ok chưa mày được ạ? Nào, theo dõi thầy làm nhá, theo dõi thầy làm. Thầy đặt này, đặt t bằng gì? X bình trừ 2x, x thuộc trừ 1, 2, thầy làm tắt nhá. Thì cái t cho đoạn nào? T sẽ thuộc cái gì đây? T sẽ thuộc đoạn để bao nhiêu nhỉ? À, xoay đặt cả trừ 1 đi. Ok không? T sẽ thuộc cái gì đây? Nào, thầy cho kết quả đấy nhá. Còn mấy đứa muốn làm chi tiết thì phải t phải các kiểu ra. Tức là mình tìm mắc min của t ấy, mày hiểu không? Đấy, tại 1 nó sẽ là trừ 2. Tại 2, tại trừ 1. Tại trừ 1 nó sẽ là 2. Mới hiểu chưa? Kết quả đây nhá. Vậy khi đó bài toán mình sẽ là gì nhỉ? Sẽ là m cộng t với t thuộc trừ 2 n 2. À vậy khi đó nhá, mới đây là cách 1 này. Cách 1 mình có mắc của m cộng t, tức là bên trong chị đấy, bằng bao nhiêu? Bằng m cộng 2. Và min của m cộng t, mình hiểu m cộng t không? Là cái bên trong chỉ đấy, nó chính là m trừ 2. Rất là dễ đúng không? Chúng mày chỉ cần thay gì thôi, thay cái trừ 2 vào bên trong và thay cái 2 bên trong ra ngay, rất là nhanh. Ok không nhỉ? Nào, thầy ơi, chúng ta từ trừ 1 đến 2. Trừ 1 đó, đâu thầy nhận ra là từ trừ 2 đến 2 nhỉ? Tại t bằng 1, em thay, em Ngọc nhầm rồi. Ngọc không phải thay hai đầu mút vào đâu. Ngọc thay hai đầu mút vào đúng không? Đúng không Ngọc? Mày lại làm ẩu rồi. Làm chuẩn phải như thế này này. Làm chuẩn phải như bài này này. Ngọc hiểu chưa? Bảo mày điên ra. Mày đâu ok không? Ngọc hiểu chưa? Làm chuẩn vào như thế này nhá, thì thầy cho kết quả luôn. Đó là trừ 2 đến 2. Em thưa thầy. Sao? Cái nếu mà lúc x nó không thỏa mãn thì thay hai đồng mút ạ? Đúng rồi, đúng rồi. Tức là nó hàm nghịch biến hay đồng biến đấy, mày hiểu không? Nó luôn đồng biến hay luôn nghịch biến thì mình sẽ thay hai đồng mút vào thôi. Mày hiểu cái mẹo chưa? Thầy dạy rồi đấy. Nói chung là cái hàm nó luôn đồng biến hay luôn nghịch biến ấy, thì mình sẽ thay hai đồng mút vào. Hoặc đó là đường thẳng như thế này này, hoặc là đường thẳng m cộng t là đường thẳng mà đúng không, thì mình sẽ thay hai đầu mút vào. Mới hiểu chưa? Còn đâu thì mình phải làm chuẩn ý, phải là bảng thiên cho thầy. Mới được ok không? Đó, nói chung bước ý dễ dàng nhá. Nào bây giờ này, nghe nhá, vì min y bằng 3 khác không chưa? À, muốn khác không nên suy ra nghe là gì nhỉ? Suy ra nghe là gì? Là m cộng 2 tức là mắc nhân min phải lớn hơn không. Lý thuyết thầy dòng lý thuyết cho mình để xem nhá. Đây này, đâu nhỉ, lý thuyết đâu nhỉ? Đây, nếu m lớn hơn m nhỏ, tức là mắc nhân min cái bên trong ấy, m nhỏ bằng không thì min bằng không. Ok. Còn nếu m lớn hơn m nhỏ, m lớn hơn không thì tức là min khác không đấy. Min khác không thì khi đó mình so sánh hai giá trị tuyệt đối. Mới hiểu chưa? Ok không nhỉ? Đấy. Nên thầy nói là vì min bằng 3 khác không chưa? Min trị bằng 3 khác không nên là mình phải có tích của m lớn m nhỏ lớn hơn không. Giải ngay cho thầy. Giải cho thầy sẽ ra cái gì nhỉ? M lớn hơn 2 hoặc m nhỏ hơn 2. Cái này là điều kiện để so sánh nhá. Điều kiện để so sánh. Cách 1 nó hơi dài kiểu đấy. Bây giờ nhá, khi đó mình lấy này, mình lấy trị của m cộng 2. À, vì cái này là tham số đúng không? Mình chưa biết cái nào nhỏ hơn cả, đúng không nhỉ? Nên mình phải chia trường hợp 1 là min, thì giả sử min là m cộng 2 nhá, bằng 3. Min là cái bé nhất. Vậy cái còn lại, vậy cái còn lại phải thế nào nhỉ mấy đứa? Min là cái bé nhất rồi, giả sử trị m cộng 2 bằng 3 thì cái còn lại nó phải thế nào đấy?
Lớn bằng 3. Mình nói công nhận với thầy không? À, giải ra. Giải ra cho thầy ngay thôi. M bằng mấy nhỉ? M bằng 1 hoặc M bằng trừ 5. À, và trị của M cộng 2. Đầu tiên này, mình phải so sánh hai vòng đấy. M bằng 1. À, loại ngay rồi. Vì sao loại ngay? Vì sao? Thay vào dưới. Tạch. Đúng không? M bằng trừ 5. Thay vào dưới. Thỏa mãn không? M bằng trừ 5 thay vào dưới. Nó là trừ 7 chưa? Trừ 7 lớn hơn trừ 3 thỏa mãn chưa? Đấy là vòng 1 nhá. Vòng 2. Mình so sánh với cái này. Thỏa mãn không? Thỏa mãn. Vậy chốt lại là thỏa mãn. So sánh hai vòng nhá. Mày đã hiểu không? So sánh hai vòng. Thầy nói lại này. M bằng trừ 5 thay vào đây. Thỏa mãn chưa? Ok rồi. Thay tiếp vào đây. Thỏa mãn không? Thỏa mãn tiếp. Vậy lấy luôn. Phải hai vòng nhá. Trừ 2. Thầy giả sử min là trừ 3. Min là m trị m trừ 2 bằng 3. Thì cái còn lại của mình phải thế nào đây? Phải thế nào nhỉ? Phải lớn bằng 3. Min m đúng không? Giải ngay cho thầy. M bằng 5. Hoặc là m bằng mấy? M bằng trừ 1. Trị m cộng 2. Lớn bằng 3. Được chưa? Nào, thay vào cho thầy. Thay vào cho thầy. Là gì nhỉ? Thay m bằng 5 vào đây. Loại. Nó ra 7. Loại luôn đúng không? Thay m bằng, à, m bằng 7 thỏa mãn. Nhưng mà m bằng 5 có lấy thế này không? Thỏa mãn thôi. Hiểu vấn đề không nhỉ? M bằng trừ 1 thay vào đây ra 1. Loại luôn. Vậy xin em m bằng mấy? Vậy kết luận cho thầy. Hiểu chưa? Nhẹ nhàng nhá. Đấy là cách 1. Cách 1 thì chúng mày mới phải chia trường hợp thôi. Cách 2 không cần thiết. Thảo D3 hiểu cách 1 không? Thảo. Nắm được không nhỉ? Hai cái trang, trang cá mới ở trang. Trang su hiểu không? Ok. Thì sang cách 2 nhá, nghe này. Cách 2. Vì min của y bằng 3, mới đi hiểu cho thầy, min là cái bé nhất. Đúng không? Min là cái bé nhất. Vậy suy ra thế nào nhỉ? Suy ra thế nào? Y phải lớn bằng 3. Với mọi t thuộc gì nhỉ? Thuộc từ bao nhiêu đây? Thuộc từ trừ 2 đến 2. Được chưa? À, tương đương gì nhỉ? Hay tương đương gì? Trị của t cộng m phải lớn bằng 3. À, trị mà lớn bằng 3 thì mình phải có hai trường hợp. Tức là t cộng m lớn bằng 3. Có nhớ không nhỉ? Trị mà lớn bằng 3 phải có hai trường hợp này không? Đến đây lại cô lập mới cho thầy thôi. Thầy coi cái này là FT. Đây là hoặc, nhiều người nói hoặc, đây là hoặc nhá. Thầy coi cái này là GT. Cái này là với mọi T thế nào nhỉ? Thuộc từ trừ 2 đến 2. Tức là mình đã nhìn nhanh cho thầy, tức là gì nhỉ? M phải lớn bằng gì đây? Với mọi đúng không? Tức là phải lớn bằng mắc. Mắc của FT. Trên đoạn từ bao nhiêu? Từ trừ 2 đến 2. Và M phải nhỏ bằng gì? Min của FT, min của GT. Trừ 2 đến 2. À, tính cho thầy, nó là đường thẳng, nghe nhá. 3 trừ T là đường thẳng, vậy mắc min ý. Chỉ cần thay 2 đường mút vào thôi. Thay thầy 2 đường mút vào. Cái nào lớn hơn thì là mắc đúng không nhỉ? Vậy thay 2 đường mút vào cho thầy. Mắc là mấy? Mắc là 5. Tương tự cái dưới.
Thay 2 lần 1 vào cho thầy, min là bao nhiêu? Min là bao nhiêu? Min sẽ là trừ 5. Đúng không? À vậy suy ra ngay là gì? M lớn bằng 5 hoặc M nhỏ bằng trừ 5. À vậy dấu bằng xảy ra khi nào? Vậy suy ra ngay dấu bằng xảy ra khi nào? Nhớ nhá, xảy ra khi nào? Khi hai đầu mút cho thầy, tức là M bằng mấy nhỉ? M bằng 5, đúng không? Hoặc là M bằng bao nhiêu? Hoặc là M bằng trừ 5. Ok chưa? Có hiểu không? Min bằng 3, kết luận này. Min bằng 3 tại M bằng 5 hoặc là M bằng trừ 5. Còn các giá trị ấy, các giá trị khác còn lại, các giá trị còn lại là sẽ làm cho min thế nào đây? Các giá trị còn lại nó sẽ làm cho min lớn hơn 3. Mình đi hiểu không nhỉ? Ok không nhá? Các giá trị còn lại sẽ làm cho min của mình ấy lớn hơn 3. Hai cách. Cách này ưu điểm ở chỗ là gì nhỉ? Là mình không phải xét trường hợp này. Mình không phải so sánh là mắc nhân min lớn không làm gì cả, không phải so sánh. Đấy là ưu điểm cách này là vậy. Mình đi hiểu không? Đó cách 2 đi. Xem có hiểu không nhỉ? Ok chưa? Đấy. Thầy show hai cách nha. Chọn cách phù hợp với mình mà làm. Được chưa nhỉ? Ok không? Thì bài tập về nhà nhá, bài tập về nhà. Làm thầy dạng 5 nhá. Dạng 5 cho thầy. À sorry dạng 4 thôi. Dạng 4. Làm được câu nào thì làm nhá. Buổi sau thầy sẽ dạy thêm phần này, thì chưa xong phần này đâu. Còn rất nhiều bài thì chưa dạy đấy. Buổi sau thầy nói tiếp phần này một tí nữa và hàm ẩn. Chủ nhật học hình nhá. Chủ nhật học hình. Ok không nhỉ? Đấy. Ok chưa? Rồi. Hôm nay nghỉ sớm một chút nhá. Bye bye mấy đứa. Mình ăn cơm đi. Bye bye.